Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Hà Huynh Vlog. Thì buổi sáng hôm nay em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật những cái thông tin gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni được biết nha. Thì phía trước là xe của má Tư nha cô chú. Đó, má Tư thì cũng vừa đến nhà chị Hồng Loan để thắp hương cho cố nghệ sĩ nha cô chú anh chị. Đó, rất là vui luôn. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ cô chú, là cái cặp bông hậu Lê Lê á, là cái người anh hai này cũng đã là chính thức là bị kiện nha cô chú, vì cái lý do mà ăn cắp cái bản quyền của bên nước ngoài á cô chú anh chị. Đó, thì kiện đến 20 tỷ lần cô chú. Đó, bây giờ là ai là người đứng ra trả nợ cho người anh hai này cô chú? Chắc cái bà Lê Lê, mà theo như em được biết cô chú anh chị, đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là cái bà Lê Lê này với lại là người anh hai cô chú thì đến với nhau là chẳng qua là đỡ lấy lòng khán giả, rồi đỡ tạo cái danh tiếng, rồi đỡ cho cái bà Lê Lê này là buôn bán hàng thôi cô chú anh chị. Chứ thực tế mà nói, người anh hai này đâu phải là một người đàn ông chứng minh đâu cô chú, mà bà Lê Lê này bà phải bỏ ra cái số tiền khủng để trả nợ giúp anh hai này cô chú anh chị. Theo như em nghĩ là chắc không bao giờ có đâu cô chú. Đó, sắp tới đây là cái chị Lê Lê này sẽ quay xe với người anh hai này luôn cô chú anh chị, chứ đâu có thể nào mà bỏ ra một cái số tiền rất là lớn đâu cô chú. Đó, thì quay trở lại cái câu chuyện mà cái bài hát MV của chị Hồng Loan á cô chú, đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là cũng đã là vượt qua cái mốc là 1 triệu view rồi. Thì cái cô cháu gái á, là mấy bữa trước á cô chú, nó cũng lên một cái video, nó nói rằng á, nếu mà cái bài hát MV của chị Hồng Loan á mà cán cái mốc là 1 triệu lượt xem và đứng top 8 á, thì hiện tại bây giờ cũng đã là đứng cái top 8 hơn rồi cô chú. Thì cái cô cháu gái này á, là phải thực hiện cái lời hứa nha cô chú anh chị. Đó, cô cháu gái trong cái video đó, cô cháu gái cũng lên tiếng nói rằng á, nếu mà Hồng Loan cái MV đó mà cán cái mắt như vậy á, là sẽ cô cháu gái sẽ lột hết đồ ra cô chú, rồi đi nhong nhong ở Sài Gòn đó bắt trước chị Ni cô chú anh chị. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ cô cháu gái này á thì nói lời thì phải giữ lấy lời cô chú, nhưng mà em cũng đâu có nghe cô cháu gái này lên tiếng nói gì nữa đâu cô chú anh chị. Đó, một người ca sĩ đạt giải ba nói ngôi mà đến thời điểm hiện tại bây giờ á là cứ nói bằng cái mồm không, mà nói được mà làm không được nha cô chú. Đó, chứ đâu phải là vu khống là chị Hồng Loan là người con nuôi của cậu tôi, người con không hợp lợ, rồi người con nhẫn tâm đuổi gia đình ruột thịt của cậu tôi đi ra khỏi nhà đồ này kia các kiểu. Đó, cái cô cháu gái này đến thời điểm hiện tại bây giờ nó ngáo rồi cô chú. Đó, nhiều khi là nó bị tâm thần luôn cô chú chị, tại vì là đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan là rất là nổi tiếng, được bà con cô chú anh chị trong nước và ngoài nước yêu thương rất là nhiều. Đó, cái bài MV của chị Hồng Loan Con Nhớ Ba thì mới đây là 5 ngày thôi cô chú chị mà đã là vượt cái mốc quá là tiêu chuẩn cô chú. Đó, thì mới đây chị Hồng Loan cũng có những cái bài viết để cảm ơn đến bà con cô chú yêu thương và ủng hộ chị Hồng Loan. Thì hiện tại bây giờ là bên trong là má Tư cũng đang là vào thắp hương cố nghệ sĩ nha cô chú. Tại mấy anh em tụi em là cũng đứng xa để quay chia sẻ thôi, chứ cũng không có đến gần nha cô chú anh chị. Đó, má Tư thì lúc nào là cũng yêu thương chị Hồng Loan, luôn kề bên chị Hồng Loan. Những cái thành phần xấu ở bên phía bà Sáu là nó lên tiếng, nó chửi chị Hồng Loan là má Tư cũng sẵn sàng là làm những cái live stream, những cái video để đáp trả lại bên phía cô Sáu nha cô chú anh chị. Đó, xe của má Tư đó, bà Sáu cô chú hiện tại bây giờ bà cũng ngáo lắm. Bà thấy cái con gái của bà là bị cái này bị cái kia cô chú, thì bà cũng rất là bức xúc. Đó, vừa rồi thì bà cũng cho mấy anh em YouTube ở bên phía bà Sáu thì lên những cái live stream, rồi nói là sẽ đi đến cùng và sẽ lấy lại hết tất cả những cái gì mà thuộc về gia đình ruột thịt. Cô Sáu nói như vậy á, mà cô Sáu không biết mới cỡ miệng cô chú.
Chứ thật sự mà nói á, cố nghệ sĩ là người ba của chị Hồng Loan đó. Cố nghệ sĩ mất thì tài sản của ba mình là phải thuộc về người con chứ, ở đâu ra mà cô Sáu với lại là cái cô cháu gái má dơ về căn nhà này ở kế ở nhờ đó, trong vòng mới có 2 năm mà cô chú mà đòi đồng sở hữu. Rồi cô Sáu nói lúc trước á, là anh Năm muốn đỡ, muốn viết di chúc á, là 2 lần đỡ lại cho cô Sáu mà cô Sáu không có chấp nhận. Ủa ở đâu ra cô chú? Thật sự mà nói không có chuyện đó xảy ra nha cô chú anh chị. Chứ hiện tại bây giờ là cố nghệ sĩ không còn nữa. Bắt đầu là cô Sáu với lại là mẹ của cô Sáu ngày nào cũng lên những cái live stream, rồi cùng với những cái kênh youtuber dơ bên đó là suốt ngày chửi râm rá đó. Mới đây là hướng Bình Dương đó cũng lên tiếng, nó nói rằng là hiện tại bây giờ là Nimaco đã xuất hiện rồi, cho mấy ngày trước nó không lên live stream, nó đi đi đâu nó sợ nó bỏ trốn. Mà thật sự mà nói sợ gì cô chú anh chị, em thấy chị Ni sợ gì hết. Chị Ni cũng đã là lên tiếng, cũng có chia sẻ cái bài viết là dặn mã tư cô chú. Mã tư đến nhìn nhìn xung quanh nhà nha cô chú anh chị. Hồi trước đó cô chú thì cây gốc ở trên cửa cô chú anh chị đó là có cây bù đờ nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là má tư cũng nhìn lên, chắc má tư cũng muốn là sửa đổi cái gì ạ cô chú. Phải nói rằng cô chú anh chị, đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là cũng gần kết thúc cái drama rồi. Thì những cái thành phần mà không tốt với con gái của cố nghệ sĩ thì cũng bị là nghiệp vặt hết nha cô chú. Như người anh hai đó, với lại là những cái kênh YouTube mà quay xe rồi chửi mắng chị Hồng Loan đồ này kia cô chú. Hiện tại bây giờ thì cũng còn sớm nha cô chú. Đó thì má tư cũng tranh thủ đến thắp hương cho cố nghệ sĩ rồi đi công việc nha cô chú anh chị.